theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu học tập và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, Trường Đại học Đại Nam đã ra đời theo quyết định số 1535 QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Qua 8 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đại Nam đã ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu. Số lượng sinh viên theo học ngày càng tăng, đa dạng các ngành nghề, các hệ đào tạo từ cao đẳng, đại học đến sau đại học. Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang và sạch đẹp, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy và học tập. Là một trong 4 khoa thành lập đầu tiên, cùng với sự ra đời của Đại học Đại Nam, khoa kế toán có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, giỏi chuyên môn, vững vàng về đạo đức nghề nghiệp. Cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao về kế toán, bao gồm các tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, hết sức tận tâm và nhiệt tình gắn bó với công việc. Đội ngũ giảng viên khoa kế toán thực sự là những người trèo đò, đứng mũi chịu sào, đưa sinh viên tiếp cận và làm chủ với những kiến thức chuyên sâu, những đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực và bổ ích. Trung tâm đào tạo và tư vấn kế toán kiểm toán trực thuộc khoa đã xây dựng những chương trình thực hành kế toán để bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt, từ năm 2014-2015, khoa đã mạnh dạn đưa mô hình thực tập gắn liền với doanh nghiệp vào chương trình của sinh viên năm cuối. Sinh viên được thực tập tại phòng kế toán ảo của trường như một nhân viên kế toán thực thụ, chứ không còn cảnh cưỡi ngựa xem hoa. Sinh viên hào hứng học tập theo mô hình mới, thích thú vì hiểu sâu sắc hơn về nghề nghiệp, thấy yêu nghề, hăng say rèn luyện kỹ năng ngành nghề. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô, sinh viên kế toán ngày càng trưởng thành và đã có 5 khóa tốt nghiệp với số lượng hàng nghìn sinh viên tự tin làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước. Sinh viên kế toán giỏi về chuyên môn, thành thạo về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, hiểu biết những kiến thức xã hội. Đó cũng chính là những người trẻ với trái tim nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như trẻ mồ côi, người già neo đơn trong các hoạt động thiện nguyện như tấm bánh nghĩa tình, bát cháo tình người, áo ấm mùa đông hay các chiến dịch giải cứu dưa hấu, giải cứu hành tím cho đồng bào miền Trung. Những chiến dịch mùa hè xanh luôn thu hút sinh viên kế toán lên đường đem tri thức và sức trẻ đến với các em nhỏ vùng cao, người dân vùng lũ và đồng bào thiểu số, để sau này, khi từ biệt quãng đời sinh viên, thì đó sẽ chính là những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa mà họ luôn thấy ấm lòng khi hồi tưởng. Sinh viên kế toán cũng luôn là những người đi đầu trong các hoạt động tập thể của Đại học Đại Nam như xếp chữ vì biển đảo Việt Nam, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhảy flash mob vì môi trường. Trong các hoạt động ngoại khóa như cắm trại, thể thao và văn nghệ, sinh viên kế toán luôn là những diễn viên tài năng, những vận động viên xuất sắc, cổ động viên nhiệt tình và cháy hết mình trong bầu không khí thân ái, vui tươi của tuổi trẻ. Những hoạt động này giúp cho các bạn sinh viên đến từ những miền quê xa xôi xích lại gần nhau, thắt chặt tình bạn và tình thầy trò, cùng nhau xây dựng và phát triển hình ảnh của đại gia đình kế toán trong mái nhà chung Đại Nam. Đến Đại học Đại Nam học để thay đổi, thầy trò khoa kế toán đã, đang và sẽ tiếp tục học tập, lao động sáng tạo, đổi mới nhận thức và tư duy, đổi mới phương thức dạy và học, để mỗi sinh viên có thể luôn tự hào và hãnh diện khi giới thiệu: "Tôi là sinh viên khoa kế toán trường Đại học Đại Nam."